tiếp theo trận đấu thì anh không rõ được tình hình, nhưng hãy lấy cố tự tin khi bên trong em đang sợ. Bởi vì có đôi lúc nỗi sợ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ, và phần thưởng nó chỉ xứng đáng được trao cho người đủ mạnh để thắng. Em hãy cứ làm hơn cả khả năng phá vỡ mọi giới hạn bản thân, đánh bại lời phán xét của anh để trở thành siêu tài năng. Và đây là cơ hội anh chúc em gặp may mắn. Ôi trời. Cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với siêu tài năng nhí. Chúng ta hãy cùng đến với tài năng nhí tiếp theo, đó chính là bé Thảo My. Wow. Dạ, con xin chào cô Harry Won, chú Trấn Thành và chú Nô Phước Thịnh và cô Diêu Lê. Con tên là Nguyễn Ngọc Thảo My, năm nay con 12 tuổi. Con đến với chương trình với tài năng là rap. Dạ, con đã thích rap được 2 năm. Tại vì con cảm thấy rap nó rất là hay. Với lại mỗi khi con nghe rap thì con cảm thấy rất thú vị, nên là con thích bộ môn rap. Dạ, rap không chỉ dành cho người lớn mà cũng có thể dành cho trẻ con. Tùy theo cái thể loại mà mình rap, mình có thể rap những cái câu từ phù hợp hơn với bản thân của mình, với lứa tuổi của mình. Ở nhà thì con cũng có luyện tập với em, hiểu như bạn nào hát thì em sẽ hát, còn bạn nào rap thì sẽ là con rap. Ước mơ sau này của con là sẽ trở thành một rapper nổi tiếng. Hiện tại thì con đang thần tượng cô Suboy. Con rất là mong muốn một ngày nào đó tôi được đứng lên sân khấu với cô Suboy. Xin chào mọi người, con là Thảo My, là đứa con ngoan hiền lại còn chăm chỉ. Con đến đây để chinh phục siêu tài năng nhí. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con đi. Tự nhiên dạo này cái người ta gặp mình ta toàn kêu chú, không thấy nó hơi ngượng ngượng ta. Ủa anh ơi, anh tưởng là anh phải quen rồi chứ. Giỡn nữa. Anh ơi, em cô kêu Lê nè. Em cô là đúng rồi chứ, em kêu chú em mới mệt. 12 tuổi là con trâu đúng không? Dạ đúng rồi cô. Cô lớn con hai giáp. Sao như nói chi vậy? Con gái mới giới thiệu mà mình không tập trung vô con gái, mình cứ xoáy vào cái số tuổi của bản thân chúng ta, tự làm đau chúng ta vậy anh. Mặt tụi mình còn trẻ quá mà em thì... Anh trẻ ở đâu anh? Trẻ nào mà đeo cái hột xoàn bự quá vậy nè anh. Cái à, cô muốn nói gì nói đi con, đừng để mấy cô mấy chú nói nhiều quá chết thiệt. Hôm nay chúng ta có một rapper nhí ở đây. Trước khi mình hỏi thêm nhiều về con thì con có muốn biểu diễn chào sân không? Thì tặng cho mọi người ha. Dạ, chúng ta thể hiện được cái style của mình. Và bài hát của con muốn chào xuân nó tên là gì? Dạ, tên là bài Cha Xích Lô. Xin mời các cô chú hay lắng nghe. Chi xích lô là công cụ để ba kiếm ra đồng tiền. Những ngày nào không có khách khi đêm về ngủ không yên, sáng về cầm nguội ba chiên lại để mà ăn. Không dám mua ổ bánh mì vì cuộc sống quá khó khăn. Bao nhiêu tiền ba kiếm được ba cũng đều dành cho con. Cả cuộc đời ba vất vả vì mang quá nhiều lo toan, cuộn nhiều mảnh vá đôi dép mòn như bánh lá. Để dành tiền mua con cá chỉ mong con được ăn ngon. Nhà đến biết cửa cũng đều do một mình ba. Ba là mẹ, mẹ là ba, không có ai bằng được ba. Rồi với cuộc đời ba không bao giờ chịu thua. Hành trình của ba là một quá trình chạy đua. Ba làm bạn với xích lô cho dù nắng hay là mưa, chạy lòng vòng trong thành phố từ sáng sớm cho đến trưa. 6 giờ sáng cũng là lúc con thức giấc, nhìn ra ngoài cây cửa và đã vội tất bật. Vì bếp cơm 2 ngày trước không đủ cho con, hôm nay ba phải làm hết tất cả với chiếc xích lô. Qua ngày mai đời ba gắn với chữ bận, như không đâu là đường cùng. Sự vất vả là bất tử, nhưng mỗi lần dạy con đi đường đúng. Cho dù mình nghèo thì phải nghèo cho sạch. Khuôn mặt ba dần mở mé dành dùm để mua cho con từng cuốn sách. Con vẫn yêu ba. Đối với con, ba là nhất. Con muốn góp một phần công sức để bớt cực nhọc đi một phần. Đôi chân gầy gò của ba đạp lên bề đạp nặng nề của chiếc xe, chiếc vé đi đến hạnh phúc tương lai ba vẫn tìm kiếm từ tiền lẻ. Đi làm thêm nhìn dùm để cho ba đôi dép để đôi chân ba con thật êm. Trên con đường dài cho mọi người qua lại, giọt mồ hôi vẫn còn vương mãi để có đồng tiền qua tay. Nhưng kệ hỏi cuộc sống luôn để trong lòng một khoảng trống. Ba luôn có sức mà chống nhưng không thể nào thay đổi cuộc sống. Ngoài trời mưa vẫn bay còn đắng cay nhưng vẫn bước. Ánh đèn dần sáng lên nơi đôi chân xe. Ba dừng lại suy nghĩ về một số phần vất vả tất cả cuộc đời này là vì ai, là đứa con sai. Con xin lỗi vì điều đó, con rất muốn ngồi vào bàn ăn buổi tối cùng với người ba. Đối với con ba là tất cả mặc dù mình không bằng người ta. Ngày hôm nay ba trở về nhà cùng với hai con khô. Một bữa cơm thật đầm bạc trong bàn ăn chỉ có hai chỗ. Chiếc đèn dầu vẫn nhấp nháy hiện lên khuôn mặt khó mát của người ba. Hình như ba đã thay đổi quá nhiều nếp nhăn biểu hiện ba đã già. Không còn nữa, những ngày tháng của tuổi thơ con thích được ngồi lên vai ba cõng con vẫn nhớ. Nếu có một điều ước, con sẽ ước thời gian quay lại để ba luôn ở bên con. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi luôn tồn tại một đời đạp xích lô. Không ngày than vãn đi qua khắp từng con phố,
theo từng năm tháng, chiếc áo cũ giờ đã sờn đôi dép cũ ba vẫn mang, mái tóc kia cũng đã bạc nhưng mà ý chí ba vẫn đang sôi sục ở trong máu và đang ngắm vào trong tim. Đời ba chiến đấu với cái nghèo trong lặng im, mỉm cười với niềm đau để đằng sau giọt nước mắt, có ai biết nỗi lòng đó đã từng chịu bao vết cắt. Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Thôi ba ơi, cái là tự nhiên ơ. Bây giờ mình nói về một chút xíu về cái biểu diễn của con đi. Dạ. Với cái bài này nó là rap nội tâm á, con đã đặt nội tâm con nhiều hơn hồi nãy giờ. Chú cảm giác giống như là con lựa cái bài, cái lời nó nhiều quá. Dạ. Và con phải tập trung quá vô cái chuyện, con nhớ hết tất cả dạ. các cái lời này, cho nên á mình không có lột hết được cái suy nghĩ của mình về những cái lời mà người ta viết ra. Dạ. Hành trình của ba là một quá trình chạy đua. Ba làm bạn với xích lô cho dù nắng hay là mưa, chạy lòng vòng trong thành phố từ sáng sớm cho đến trưa. Đời ba chiến đấu với cái nghèo trong lặng im, mỉm cười với niềm đau để đằng sau giọt nước mắt, có ai biết nỗi lòng đó đã từng chịu bao vết cắt. Nếu được á, con sẽ chọn những cái khúc là con sẽ nhấn nhá hơn, nhấn dạ. mạnh hơn chẳng hạn. Rap á là chơi nhịp mà, thì mình làm sao mình tắt cái nhịp sao cho nó nghe nó nhấn nhá và có gì đó nó cái thú vị trong cái bài hát đó thì nó sẽ hay hơn. Dạ cảm ơn cô. Bản thân chú thì chú thấy rất là phục cháu. Đối với con với cái độ tuổi này với một bài rap như vậy chú đánh giá cao rồi. Dạ. Chú thì với cương vị của một người khán giả thôi, nhìn thấy một bạn nhỏ đang thể hiện đam mê hát say sưa, cái đó mới là cái quan trọng. Vì vậy cho nên dạ. chú đánh giá rất cao phần biểu diễn của con. Dạ con cảm ơn phần góp ý của chú. Cảm ơn anh Nui nhiều. Rồi giờ thách nè. Dạ. Thường rapper là người ta tự viết lời đúng không con? Dạ. Bây giờ con biểu diễn cho chú cái bài nào mà con viết đi. Dạ được chú. Anh muốn bé hát một bài mà bé đã viết sẵn tập luyện ở nhà, hay là mình freestyle một cái chủ đề mà anh ra? Freestyle bây giờ luôn đó. Cái sự thách thức nó phải khó như vậy. Tại vì sao? Rapper luôn là những người rất ngẫu hứng. Họ luôn luôn làm cho người khác bất ngờ với những cái tư duy của họ. Đó mới là điều hay. Dạ. Không chuẩn bị làm được không? Dạ, chắc được chú. Thế thì chủ đề sẽ là gì đây ạ? Qua cái bài đó chú chứng thành chưa có thấy được cái bản thân của con. Chưa dạ. có thấy được những cái ngọn lửa trong lòng con. Bây giờ con chứng minh cho chú Trấn Thành thấy, cô Harry Won thấy, cũng như tất cả quý vị khán giả thấy cái tôi âm nhạc của mình đi. Kiểu như là who are you á. À, kiểu dạ. bản thân tôi là ai, kiểu kiểu vậy. Ok, sẵn sàng cho thử thách này nha, freestyle. Dạ yeah. Và bây giờ sẽ là thử thách rap freestyle của bé Thảo My. Music. Yeah, yeah, yeah. Nghe còn biết bên tai, câu chữ trong đầu muốn ta phải ghi lại. Dùng ngôn ngữ cuộc sống ta có thể vẽ cuộc đời bất kỳ ai. Biến nó trở thành một thứ nhạc đồng cảm như sống phải có ích, công việc xấu ta không làm. Đó là châm ngôn mà mẹ ta vẫn thường dạy, dù cách này hay cách khác thông điệp này được truyền tải. Bắt đầu nghe rap từ lúc lên 10 tuổi, bắt theo nhịp beat chỉ trong khoảng 10 buổi. Tự hỏi thứ nhạc này sao nghe đã vậy ta, đây có phải đam mê của mình không vậy hả? Rồi tự lên mạng tìm tòi và khám phá, tìm thấy ngọn lửa đang cháy trong tim. Cố gắng mỗi ngày trong một sự đánh giá để chứng minh cho họ thấy điều họ sẽ không tin. Bùng nổ từng câu ở trong từng nhịp flow, cố gắng ít đi sẽ không theo kịp đâu. Chinh phục con đường trở thành rapper chuyên nghiệp là nhiệm vụ để Thảo My sẽ được đặt lên hàng đầu. Rap thì phải hay nhưng từ ngữ phải trong sáng, phải biết mình đang đứng đâu chứ khi tới nào quen. Lấy cô Superboy làm hình tượng để phấn đấu, để một ngày cùng sân khấu là điều ước đang chờ bạn. Yeah, cool. Vậy là đã có quá rõ về con gái Thảo My của em ở đây chưa ạ? Này em muốn cá tính đó, cho em liền luôn đó. Nhạc lên cái khác liền anh ạ. Khác liền. Mình sẽ thấy rõ một điều rằng là cái giọng rap của bé rất là rõ và bắt mic. Cái điều này là em thấy ít người khi mà rap ấy, rất là dễ bị nhíu chữ, nhất là các bé nhỏ. Còn đây là giọng chắc lắm. 10 buổi là bắt nhịp, 10 tuổi là nghe rap. Bắt đầu nghe rap từ lúc lên 10 tuổi, bắt theo nhịp beat chỉ trong khoảng 10 buổi. Tự hỏi thứ nhạc này sao nghe đã vậy ta, đây có phải đam mê của mình không vậy hả? Chú Thành nghĩ là ở tuổi con mà con viết được bài vậy là giỏi rồi, thật sự. Dạ yeah. Có những người người ta cố tình người ta viết cho nó đúng vần thôi. Dạ yeah. Chứ người ta không viết thiệt từ câu chuyện của người ta. Thì chú thấy là con có viết thiệt những gì đã xảy ra, đã trải qua với mình. Con để vô, cái đó là cái đáng khen đầu tiên. Bây giờ mình nói một tí nữa về cái khả năng biểu diễn. Chú Thành nghĩ là con nên tìm cái chỗ con nhấn từ, nhấn nhịp nhiều hơn để nó tách cái flow ra. Dạ yeah. Nếu mà con không có nhấn á, con không có chia khu nó ra đó,
Dạ. Người ta nghe cái bài rap mình nó dài thon lòn vậy nè. Dạ. Mà con hiểu chú nói không? Lắng nghe cái beat nó, mình feel cái âm nhạc nó một tí. Tới một cái đoạn nào đó thì mình sẽ hơi lả lơi. Có một đoạn nào đó thì mình sẽ hơi mạnh mẽ. Dạ. Rồi có những đoạn đó là mình nhảy nhấn 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 theo vậy. Dạ cảm ơn chú. Giờ chỉ liền nè. Nghe con beat bên tai nhưng trong đầu muốn ta phải ghi lại. Dạ. Thì nó có ba khu là nó có cái độ đáp. Con thử lại coi. Nghe con beat bên tai, câu chữ trong đầu muốn ta phải ghi lại. Nó có hai cái điểm nhấn. Thì từ từ con tìm những cái điểm nhấn đó, con sẽ bám vào nó, con đi nó dễ hơn. Dạ con cảm ơn chú. Đôi khi chú Trấn Thành con Hoa Riêng khó tính quá. Mình rap á đúng là cần thái độ hơn. Câu chữ á nó sẽ thể hiện con người của mình. Dạ. Còn phải học hỏi mà, mình đâu phải là vào là mình kiểu chất ngay lập tức đâu. Đó, từ từ thái độ, từ từ cuộc sống và từ từ tất cả những cái trải nghiệm của mình nó sẽ nuôi những cái cảm xúc đó để mình trở thành một cái người có được cái bản sắc riêng của bản thân. Dạ. Thôi bây giờ lấy hết tất cả những cái kinh nghiệm mà ban giám khảo vừa rồi vừa chỉ con. Dạ. Mình làm một cái freestyle nữa ha. Dạ. Rồi ok, mời con nha. Đôi khi thấy cuộc đời không như là ta muốn, không có đủ trọn vẹn tình thương của người cha. Nhìn bạn nhìn bè như những người cùng trang lứa, lắm lúc cảm xúc thấy buồn hơn người ta. Mẹ ơi, con xin cảm ơn công mẹ đã sinh thành. Con sẽ cố gắng để mẹ không thất vọng, và con luôn mong rằng mẹ sẽ khỏi bệnh nhanh để chưa kịp con thành công. Vì con có lòng tự tin để trở thành một võ sĩ, để xứng đáng với tình yêu thương mà mẹ đã cho đi. Siêu tài năng nhí đã cho con thêm cơ hội, dù mẹ không bên cạnh nhưng vẫn trong tim con đấy thôi. Con còn có một người thầy giỏi luôn dạy cho con những điều hay, có cả những người anh em cùng con luyện tập qua nhiều ngày. Mẹ cho con cả cuộc đời và cuộc đời cho con nhiều hơn, và con hứa sẽ mang về cho mẹ một danh hiệu lớn. So với hồi nãy là nhịp của con thì bây giờ thì nó có cái gì đó vô sân chơi hơn, nhưng mà nó vẫn còn hơi chút nhút nhát gì đó. Con có biết là trong cái mùa 1 của chương trình Siêu Tài Năng Nhí á, là có một cậu bé là Tiếng Nhỏ. Mình chỉ thấy được bạn đó là lên trên sân khấu và chơi và cùng hả thách thức ban giám khảo. Cô nghĩ là con cũng nên học theo bạn Tiếng Nhỏ xí thì nó có gì đó nó sẽ hay hơn. Gương mặt có phúc hậu nè, nụ cười tôi tỏa sáng, còn xin chúc cô gặp may mắn cả tháng. Người ta nói không làm được ngay, người không nói cô cũng làm được luôn. Mặt của con thì giống như cái chung. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rất vui khi có thể có một cậu bé Tiếng Nhỏ quay trở lại với sân khấu Siêu Tài Năng Nhí. Xin mời. Mới có một năm mà trưởng thành dữ à. À hôm nay mặc đồ cũng có gì đó rất là nghệ sĩ à. Nghe nói người ta vô công ty gì giải trí gì phải không? Dạ đúng rồi. Ấy trà. Dạ lời đầu tiên thì con xin gửi lời chào đến chú Trấn Thành, cô Harry Won và chú Nô Phước Thịnh và cô Yêu Lê, và tất cả khán giả đang xem chương trình Siêu Tài Năng Nhí à. Dạ. Dạo này đẹp trai quá ta. Cái nét giống giống chú Nô Phước Thịnh nhưng mà giỡn đó nha. Nay thì Tiếng Nhỏ và Thảo My sẽ cùng giao lưu với nhau. Dạ. Yeah. Và các con hãy cùng nhau truyền năng lượng thật là tích cực và bùng nổ sân khấu ha. Dạ. Yeah. Rồi sau đây sẽ là màn battle giữa rapper Tiếng Nhỏ và rapper Thảo My. Để xem ai đang đứng trước Thảo My. Rap là dành cho anh còn em nên về nghe Bảo Thùy. Muốn bước vào vòng trong em nên suy nghĩ kỹ, bởi vì trước mặt em là top 10 siêu tài năng nhí. Tiếng Nhỏ là thử thách mà em phải vượt qua, anh tự hào vì điều đó vì anh đã vượt xa. Nhưng mà anh là nam nhi nên cũng cho em cơ hội, cố gắng vượt qua anh để đến gần giấc mơ thôi. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, giờ thì nghe em rap tiếp nè. Yeah, yeah. Đưa cho em cây mai, không cần phải giới thiệu thì em cũng biết anh là ai. Là con gái thích chơi nhạc rap thì có gì sai đâu với ai, chứ Tiếng Nhỏ thì em không ngại. Siêu tài năng rap để mùa này em thay thế, anh cũng hay ghê á, mà sao cứ hay chê. Muốn mở trên ghế để cho em thêm cơ hội, ngồi dưới đó mới là giám khảo. Chắc anh đã quên rồi, chắc anh đã quên rồi. Ngồi dưới đó mới là giám khảo, còn anh chỉ là thử thách của em thôi. Sao mà anh quên được, mà tới anh rap nè. Mời anh.
Anh thấy em cũng khá là bình tĩnh. Tiếp theo trận đấu thì anh không rõ được tình hình, nhưng hãy lấy cố tự tin khi bên trong em đang sợ. Bởi vì có đôi lúc nỗi sợ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ, và phần tưởng nó chỉ xứng đáng được trao cho người đúng mạnh để thắng. Em hãy cứ làm hơn cả khả năng phá vỡ mọi giới hạn bản thân, đánh bại lời phán xét từ anh để trở thành siêu tài năng. Và đây là cơ hội anh chúc em gặp may mắn. Ôi trời, anh chúc em gặp may mắn. Giờ thì xem tài năng thật sự của em nè. Anh đang chờ đợi đó. Đây không phải là mơ, em đang sống trong hiện tại. Chẳng có gì là đáng sợ khi thấy rõ được tương lai. Luyện tập hàng ngày trở thành chiến binh bất bại. Phần thưởng luôn trước đây và không có chỗ cho thất bại. Và đừng xem thất bại là điều lớn lao. Đạp lên nó và bước tiếp thì càng làm ta lớn mau. Mở to đôi mắt ngắm cuộc đời này thật đẹp, dù họ chen nhau vô một chỗ thật chật hẹp. Khi nhạc đáp là liều vaccine để miễn nhiễm những lời phán xét, thì em là người từ sớm đã tin thứ âm nhạc này cho sự chi ghét không có cơ hội làm em ngã nghiêng. Qua bao lời rap cũng đã thể hiện thì ai là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến. Luôn rap tiếp vì con biết vẫn chưa hết, vì em còn nhiều từ ngữ và não cũng chưa mệt. Vì lời rap của em đơn giản nên sẽ có nhiều người hiểu. Ủa mà sao mi càng rap thì càng hiểu ra được nhiều điều. Yeah. Em làm tốt lắm. Anh chúc em sẽ được vào vòng trong tấm mời siêu tài năng nhí. Cảm ơn anh Tí nhỏ. Có cái vụ, ê, muốn cái gì vậy hả? Anh em ơi, vụ muốn cái gì đó hả? Anh cũng hay ghê á, mà sao cứ hay chê. Ngủ mơ ở trên ghế để cho em thêm cơ hội. Ngồi dưới đó mới là giám khảo, chắc anh đã quên rồi. Nhưng mà Thảo My, battle nó sẽ máu hơn á khi mà có một cái sự xung đột lớn hơn giữa hai rapper. Dạ. Yeah. Đừng canh nhịp, khi con bị canh nhịp là làm cho con bị hiền đi. Chứ còn về tất cả những cái chất rap, tất cả những cái đối đáp của con rất là chất. Dạ, con cảm ơn chú. Lần này trở lại siêu tài năng nhí Tí nhỏ một lần nữa, khẳng định cho mọi người thấy rằng là con là hoàn toàn xứng đáng trong top 10 của chương trình. Rất là bản lĩnh, flow chắc. Mình nghe mình cũng thấy rõ ràng là cái độ chênh lệch nó khá là rõ ràng luôn. Tí nhỏ là thử thách mà em phải vượt qua. Anh tự hào vì điều đó, vì anh đã vượt xa. Nhưng mà anh là nam nhi nên cũng cho em cơ hội. Cố gắng vượt qua anh để đến gần giấc mơ thôi. Giống như Thảo My là một mầm non mới trong rap, và chỉ cần có thể tiếp xúc được nhiều hơn, cũng như là tiếp xúc được với Tí nhỏ và có một cái môi trường rap mà thật sự con sẽ học tập và có thể bùng nổ hơn. Chắc chắn. Cho nên ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Thảo My và cảm ơn Tí nhỏ nữa đã đến đây hỗ trợ cho Thảo My. Thì trước khi mà chúng ta chào nhau và gửi tặng quà cho nhau, thì nghe nói là Tí nhỏ cũng có một phần quà nhỏ nhỏ muốn gửi tặng các vị ban giám khảo. Dạ, sắp tới thì con có một MV và con đầu tư vô nó cũng khá là nhiều. Wow. Dạ, tâm huyết của con. Ủa, đầu tư vô nó khá là nhiều. Đầu tư tâm huyết à? Trời ơi trời, mới năm ngoái ổng thi, năm nay ổng nói chuyện tôi, ổng nói đầu tư này nọ. Bây giờ nói chuyện giống như chủ tịch thiệt luôn á. Dạ, ca khúc mới của con tên là Lối Về. Mời cô chú và khán giả cùng lắng nghe. Dạ, là ca khúc này con xin rap một đoạn nho nhỏ để mà không có thể tiết lộ hết bài. Nếu mà tiết lộ hết bài thì nó mất vui hết rồi. Ok. Đường con đi học băng qua nhiều lối quanh co, băng qua cánh đồng nhỏ, băng qua thêm một chuyến đò. Quê hương buổi sáng yên bình, từng cánh cò bay trong gió. Con thường nhìn lên bầu trời xanh rồi thả ước mơ vào trong đó. Ở trong chiếc cặp nhỏ, tập sách mới còn thơm tho. Mẹ lo cho con tất cả, lo luôn từng bữa cơm no. Có hai cái bánh lá dừa, mẹ gói theo ngoài ngăn viết. Một cái cho con ăn, một cái cho thằng bạn thân thiết. Chiếc xe đạp cũ trên đường đất chạy bon bon. Vài em bé nhỏ ba mẹ dắt tay bước lon ton. Mặt trời vừa dần lên cao, nhuộm những cánh đồng rực rỡ. Ôi tuổi thơ là những tháng ngày con sẽ nhớ hoài trong giấc mơ. À ý a, à ý a, ngâm nga về ba câu hát mà con mới vừa nghĩ ra. Lũ bạn ai chọc ghẹo thằng tèo lớn làm ca sĩ, nhưng con không muốn vội trưởng thành, con muốn ước mơ này qua đi. Yeah. Gái ôm anh bắt tay liền, nhờ anh nâng đỡ cuộc đời em liền. Con thấy không, một cái bài rất ngắn, cũng là những chữ rất rõ, nhưng đầy tình cảm, đầy trải nghiệm. Đường con đi học băng qua nhiều lối quanh co, băng qua cánh đồng nhỏ, băng qua thêm một chuyến đò. Quê hương buổi sáng yên bình, từng cánh cò bay trong gió. Con thường nhìn lên bầu trời xanh rồi thả ước mơ vào trong đó. Rõ ràng con thấy đó, bạn này có cái đam mê cho cái môn mà bạn ấy đã lựa chọn.
và phải có sự tự tin, phải có cái thần thái. Dạ con cảm ơn chú. Năm sau mình gặp lại mình giỏi hơn nhiều nha. Dạ. Ok con. Hôm nay cảm ơn Tiến Dậu rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn con. Và cảm ơn món quà của con dành tặng cho mọi người. Và hôm nay cũng chúc mừng cho Thảo My đã thể hiện bản thân mình trên sân khấu siêu tài năng nhí rất là tốt. Còn bây giờ thì sẽ là quà chương trình gửi tặng cho con. Xin mời. Tặng cho Thảo My nha. Và cảm ơn quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho bé Thảo My để bé có cơ hội bước vào Super 10 của chương trình. Dạ chú Trấn Thành ơi. Gì con? Dạ siêu tài năng nhí mùa 1 á, là chú Trúc Nhân hứa với con là chú Trúc Nhân sẽ dạy hát cho con, nhưng mà con chưa có thấy. Ủa có hả? Dạ có. Để đợi xíu chú điện liền cho nó. Chú thay mặt gia đình chú xin lỗi con. Em đây. Alo Nhân hả? Em đây. Dạ Nhân ơi, anh đang ở chương trình, anh điện cho em. Bây giờ nè, anh đang mở loa cho cả trường quay nghe em đang nói gì. Rồi sao nữa anh nói đi. Em có nhớ một bạn rapper tên Tiến Nhỏ không? Dạ nhớ. Em đã hứa gì với Tiến Nhỏ em nhớ không? Em hứa là nếu mà sau này Tiến Nhỏ có muốn hát thì Tiến Nhỏ cứ kiếm em sẵn sàng dạy. Nó mới tố em trên truyền hình, nó nói là em không chưa dạy nó gì hết trơn trời. Hình như có add Facebook mà anh, mà không ai nhắn tin hết hay sao? Dạ chú có add Facebook con, nhưng mà con nhắn tin cho chú không coi. Tiến comment với lại tiến like hình là em thấy hết mà. Con ơi, tối nay con lục lại cái inbox con gửi lại cho chú Trúc Nhân nha con. Dạ. Xong cái cuối cùng phát hiện ra Trúc Nhân nhắn tin trả lời lại mà Tiến Nhỏ không thèm đọc. Ừ. Em ơi, con ghiêu nó mới đâm em thêm nhát nó kìa. Ghiêu ghê, tầm như nó không thích em mà chỉ báo nhẹ vậy thôi. Ghiêu Lê em không thích cái bạn đó lắm. À em cũng không thích Ghiêu Lê lắm hả? Rồi bây giờ tối nay về em làm ơn em inbox với Tiếng Nhỏ hai chú cháu nói xong rồi chụp màn hình để gửi lên trên fanpage của chương trình nghe chưa cưng. Chào em. Thực ra là mục đích của Tiếng Nhỏ quay lại mùa 2 là không phải là để hỗ trợ hay là để gửi quà gì đâu, là để mắng vốn hỏi vậy thôi. Con có muốn năm nay chú Nu dạy con hát luôn không? Con báo luôn lần. Dạ chú Nu ơi, bây giờ con muốn hát quá, chú có muốn dạy con hát không? Chú cũng dạy con hát luôn được không? Chú với chú Trúc Nhân đều có thể dạy hai con đường thoải mái đó. Hát thì chắc chắn là chú Trấn Thành vẫn có thể hỗ trợ các con phải không? Các cô chú luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tương lai của các con và hỗ trợ cho đam mê của con, rõ ràng ha. Vâng à, cảm ơn anh Nu rất là nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Và con cũng ráng con cho chú coi cái tin nhắn trả lời của chú Nu nha. Dạ. Con không muốn ăn hủ tiếu nhà cô kia luôn không? Con cũng ráng cho cô chú coi cái tin nhắn mà cô Gil confirm cái order đó nha. Mỗi lần con điện con nói là cô Gil ơi, con thèm bánh bao nhà cô quá, con thích hủ tiếu nhà cô quá, cô Gil ship qua cho con ăn cho thấm giọng. Dạ. Trên ca cho hay nha con. Dạ. Ừ. Con nhà siêu tài năng nhí muốn gì là được hết, chỉ cần các con muốn và các con chịu học hỏi thì ở đây cô chú luôn sẵn sàng nha. Tham gia chương trình nhiều quyền lợi quá. Nhiều quyền lợi. Các cháu ơi, hãy tham gia mùa 3 nhé, chương trình này nhiều quyền lợi lắm. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút và đến với siêu tài năng nhí tiếp theo. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng nhí mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.